thôi, cảnh đẹp các bạn. Đó là đường xuống biển ha. Rồi. Ồ, đúng ngay ở chỗ của mình là ở đâu? Ở ngay BNB à, Resort Cathy Phan Thiết. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đi lên Đà Lạt từ ngay chỗ Phan Thiết đi lên Đà Lạt như thế nào. Thì đầu tiên các bạn chưa biết đúng không? Các bạn vô Google giùm mình ha. Các bạn bấm vô địa điểm của mình đến. Rồi, ở đây mình sẽ đến cái dâu Camin Đà Lạt, dâu Homestay BW Đà Lạt nha. Bấm vô. Rồi, lúc này nó sẽ có vị trí ha. Đường đi, đây là cái địa điểm mình sẽ tới. Trời, ở đâu ra cái đẹp thế. Đây vị trí à, đường Nguyễn Trung Trực, phường 3, thành phố Đà Lạt. Địa điểm đẹp luôn ha, cho bạn coi clip luôn đầy đủ. Ok rồi, thì các bạn bấm vô rồi đúng không, đi vị trí các bạn, các bạn ở đâu gần Đà Lạt chợ hay gì biết không, các bạn bấm vô xong các bạn bấm đường đi. Thì lúc này vị trí của các bạn là đang ở vị trí đâu? À, tôi đang ở vị trí thành phố Phan Thiết đây. Rồi thì khúc này là mình mới biết đường rồi. Ở đây các bạn có hai lựa chọn, một là các bạn đi 28 là đèo Gia Bắc, mà đèo Gia Bắc giờ nó ok, nó không ổn đâu ha. Mình sẽ đi 28B cũng không ổn đâu, nói chung kệ đi đi tính. Thì ở đây nó có đường đi, một là các bạn sẽ đi quốc lộ 1A, các bạn lên 28B, nhưng mình đây sẽ nhập lại cao tốc để mình đi lên, các bạn lưu ý nha. À, rồi let's go thôi. Thì lúc này các bạn bấm bắt đầu cho mình, nó sẽ hướng dẫn cho bạn đi đó, thấy không? À, rồi ok let's go thôi. Đó là mình hướng dẫn cho các bạn nào mới, các bạn nhất là bạn trẻ kế bên hồng đây, thầy cho tôi đây đó. Chưa biết đâu, chưa biết sử dụng Google Maps đâu. Biết rồi nhưng mà sử dụng, bữa lên Đà Lạt kể rồi, em muốn xem máy xong em bấm em muốn xem máy xong em bấm xem máy luôn, đi lên Đà Lạt đi chơi vòng vòng, dắt vô giường gào giường gì đó không biết. À, leo lên dốc đèo gì á, chắc cũng té lên té xuống rồi. À, bây giờ rút kinh nghiệm là mai mốt các bạn nào lên Đà Lạt các bạn muốn xem cái máy đi thì các bạn nhớ lưu ý với mình nha. Đúng, tốt, quan sát lại bên đây ok. Là các bạn sẽ bấm vô cái hướng của ô tô đi nha các bạn, đừng có bấm vô cái xe máy nha. Giống như là đi qua cái cầu hồi nãy á, rồi xong mình về phải thôi ha. À, mình đi lên ra thôi, nhớ cầu đó chích liền luôn. Tại mới đi lần đầu mà sao nhớ được đúng không? Không nhớ đâu. Ok, đây. Mình sẽ làm hướng dẫn cho bạn đi cách đi lên. Đường này nó không vẽ lại các bạn, vẽ nó vẽ kỳ cục quá. Vẽ đường nhỏ xíu. Đó, đường bố xô không chịu vẽ lại gì hết. Nhưng mà cảnh là đẹp. Đây là bãi đá Ông Địa. Mình đang từ ngay chỗ bãi đá Ông Địa mình sẽ đi. Và đây hồi nãy mình có quán cà phê đó, mình đã có review nhiều lần rồi. Một trong những địa điểm đẹp. Nhưng mà bữa giờ là mưa nha các bạn. Cát từ trên sườn đồi đang đổ xuống dưới đây. Hồi sáng giờ cái lực lượng chức năng đang ủi bớt, hôm qua mưa lớn. À, sau khi tiếp xúc tiếp sức bằng hai hộp bánh bột lọc xong xuôi rồi, thầy trò đã no rồi, mỗi người hộp là no rồi. Bây giờ mình sẽ lên đèo, leo đèo xong đói bụng ăn tiếp ha, ăn cơm cá cá suối đó. Còn các bà chị đang thì hơi mặn ở dưới kia, quan trọng là nước mắm, bánh bột lọc là nước mắm. Đây mình đang cho bạn ấy sử dụng cái Google Maps luôn, cho bạn ấy quen. Lúc đầu thì bạn nói là bạn chưa biết, để sẵn để mình chỉ cho các bạn nào mà chưa biết luôn, để các bạn cứ bấm từ vị trí của mình các bạn đi. Và đặc biệt các bạn nhớ có nhiều cái tuyến đường đi lắm, các bạn phải canh, các bạn phải vuốt trên đó bạn quan sát hơn. Em bấm làn giữa cho thầy, bấm sẵn làn giữa. Nóng nha, này đợt này nóng, hơi nóng. Chút xíu mình sẽ nói chung là khi mình nhập đi hướng ra cái cao tốc á, nó có cái hướng nữa là các bạn nếu không lên cao tốc thì các bạn có thể đi thẳng luôn là 28 đó là đèo Gia Bắc nha. Mình không đi 28, mình sẽ đi 28B, mình sẽ nhập lại cái cao tốc, lên cao tốc rồi xong mình ra, nên cao tốc miễn phí mà ha. À,
nó tha hồ đi. Đó, giảm lại em, giảm lại lực lượng chức năng đang làm mà gà thắng lại bớt. Gà thắng lại, những cái chỗ này là em phải giảm. Rồi, đi, nhẹ nhàng. Nhớ cẩn thận nha, mấy bạn mới là hay rồi. Bàn bàn lắm, không chịu để cái đường. Rồi, tiếp tục. Nó sạt lở xuống quá trời luôn, cắt đứt xuống đây quá trời luôn. Rồi, em đi tiếp. Em phải bóp kèn, tại vì tao không thấy nghiêng qua trái. Đó không, quá trời luôn. Ồ, sạt lở xuống á. Ở trên sườn đồi á, ở trên mấy cái này nè. Mưa lớn cực kỳ luôn các bạn. Đây, quá trời luôn. 200m nữa, tại vòng xuyên, đi theo lối ra thứ 3 và vào Nguyễn Thông. Ok, vậy là mình không có đi qua trái Thanh Long nữa. Trái Thanh Long ở đâu vậy? Trời. Nãy mình đi cái dòng xuyến trái Thanh Long đi vô à, cái đó gọi là chưa dòng xuyến. Có nguyên cái dòng xuyến trái Thanh Long bự cho bá lũ luôn á. Em ôm dòng xuyến vào trái. Bỏ xuyên nhanh trái. Còn đây là hướng này, bên đây là cao tốc về Gù Van là hướng bên phải. Rồi quan sát kỹ nha, khúc này là nguy hiểm. Rồi đi tiếp. Ok bạn, các bạn quẹo đường Phú Long này cũng được nha. Bây giờ ha, vô đó cũng được nha. Các bạn qua cầu các bạn quẹo cũng được ha. Qua cầu quẹo vậy thôi. À 300m nữa. Thấy chưa? Phải vào Phan Huy X. Phan Huy X ra quận 12 hả? Không mơ mà. Từ từ ra. Nè, cảng biển đẹp. Rồi, đến nó quẹo phải thôi ha. Rẽ phải vào Phan Huy X. Hồi nãy mình quẹo kia cũng được, quẹo đây cũng được. Gà thắng lại bớt. Gà thắng lại bớt. Đúng rồi. Chính xác. Lấy vô nhiều. Đúng rồi, lấy ra nhiều. Ok. Rồi, let's go thôi. Rồi, quẹo trái thôi. Đó. Quốc lộ A hả? AH. Cái này AH thôi, chút xíu mình mới ra quốc lộ A. Quan sát hai bên, top kìa, thấy bản top không? Top dừng lại để quan sát á. Rồi, kìa, xe kìa, quốc lộ A. Thấy bản để stop không? Ừ. Đi về hướng Tây Bắc, đến tuyến đường đi vào Phú Hà. Bảo là xin nhanh trái giùm thầy. Đã để stop là phải dừng lại quan sát, thấy không? Rồi em đi. Đó, thấy xe bên này quốc lộ 1A nó chạy nhanh. Rồi ra ngoài đó ngó bên đó luôn. Rồi, ok. Chính xác. Đó, tụi em cái y bàn gà nó thắng đâu kịp đâu. Rồi, cái này là mình đi lên lại cao tốc nha bạn, nên mình bắt buộc phải chạy quẹo trái nha. Còn nếu bạn quẹo phải là bạn đi lên nữa, thấy không? Cũng được. Lên các bạn chạy thẳng quốc lộ 1A thẳng thẳng lên là lên 28B các bạn quẹo này nó sẽ đi chậm. Chỗ này mình đi hơi ngược lại chút xíu. Mình sẽ nhập lại lên cao tốc để mình đi. Nói chung là nó tính theo quãng đường thời gian nó sẽ nhanh. Tùy theo các bạn, nếu mà đi được ở trên đây thì các bạn phải đối phó được mấy anh này. Đó, mấy anh đi suốt luôn. Ở trên đây. Nhạc xanh đổ về phải giúp thầy. Nên các bạn lưu ý, tại vì trên đây á các bạn không sơ ý, các bạn sơ ý một cái là các bạn bị dính. Vừa mới nói xong không có nổi hay sao nữa, giờ không hay sao nữa kìa. Thấy không? Bây giờ em nhìn thấy ngó bên trái không? Đó. Quá trời luôn á, trên quốc lộ 1A là hơi căng á. Đó, mình quẹo phải. Gà thắng nhẹ nhẹ, đó. Ổng vô luôn hả? Rồi, em đánh lái vô. Tiếp. Nữa, đúng rồi. Rồi, trả lái, ổng đi luôn rồi. À, ông thấy xe mình, ổng đâu dám đâu. Thấy ông mở xi nhanh rõ vàng luôn. Ok mọi người, đó mình đi theo cái Google nha. Cái nào nó thật chất á, chữ Google cũng quan trọng lắm nha mọi người. Khi mình đi có nhiều chỗ mình không biết, mình sẽ sử dụng chỉ rất nhiều. À, cũng gợi bé tôi đó. Thì các bạn nào không biết thì các bạn cứ bấm vô. Có nhiều anh chị hỏi mình là ồ thầy ơi, từ Phan Thiết mình đi con đường nào. À, bây giờ anh cứ bấm từ vị trí hiện tại đi, mình bấm Google Map đi. À, lên nó sẽ hướng dẫn cho mình là 28B. À, còn nếu không đích 28B các bạn vô 28A. 28 thì các bạn đi theo 28 các bạn bấm lại cái lên Đà Lạt. Nó chỉ lại con đường khác cho bạn. Vậy thôi. À, tùy theo mọi người, đây mình thích 28B hơn. Nó hơi dằn chút xíu, tại vì sao? Đèo Gia Bắc bây giờ nó cũng dằn, nửa đường dằn mà nó quanh co liên tục,
Và thứ hai nữa là mình đang có mùa mưa nữa, sợ sạt lở. Rồi đi tiếp. Em cứ lấy xác dạy cho thầy, xác cái bạch vàng có thể lớn hơn nữa, giống như con đường miền Tây. Em mà cứ sợ sợ nhát vô hoài là không được, thấy không? Em cứ đi đúng làn đường thì tự động người ta vô thôi đó, tự động nó né mình thôi. Vậy đó, thấy không? Né, thấy không? Cứ sợ lấy vô là sợ lấy vô, giống miền Tây nè đó. Miền Tây là đi thẳng qua luôn luôn nè đó, đi cán qua một cái bánh qua bên luôn đó. Để biết sao chi, nếu mà em đi đúng làn đường á, em giảm lại, em đi đúng đúng làn đường á, cái người ở trong chạy xe máy mình không qua giờ được, dứt em phải lấn ra, lấn ra lấn vô, nó chuyển ra chuyển vô bạn cho dễ hiểu. Có nhiều bạn thì mới mà sợ đối đầu, xe thầy mà lo gì. Rồi nhìn cái Google nó chỉ đâu, quẹo phải thì mở xi nhan, cho tập quen dần dần chứ đừng nói mù màu. Có nhiều bạn nói là em bị mù đường nữa, nói em bị mù đường, thầy cũng mù đường bộ, vô đường nào là lạ mù chứ đường này không có nội tôi cũng biết, đúng không? Cửa hàng phải mình phải chấp nhận chứ đâu phải lúc nào mình cũng biết, mình biết đường đâu. Không biết cái hỏi chị vô vô lâu lâu chị cũng hơi khùng khùng chút xíu thôi, chỉ tào lao mới lao chút xíu nên các bạn thông cảm. Lâu lâu mình hướng dẫn cho các bạn nhiều khi cũng có sai sót, sơ ý chút xíu rồi bị sai sót, hoặc là đang xử lý một cái tình huống nguy hiểm nào đó tự nhiên bỏ bê nguyên cái biển báo luôn không thấy, thì có thể mình sai sót. Có nói chuyện bình thường à, mình giáo viên mà à, con người mà, có lẽ giờ không sai, ai nói trước giờ không sai đi, học dịch còn lộn mà, chứng cúc lộn luôn rồi bạn, nên là nhiều cái sai sót các bạn thấy các bạn bỏ qua à, còn bạn khắt khe quá kể bạn. Không cũng phải quan tâm tay giúp mình nó ở đây kia, nhưng mà có cái nhiều nhiều cái comment này cũng cũng tế nhị vui lắm, nó hồ thầy ơi cái này nè à, mình đúng mình sai à, còn mà bắt bẻ thôi tôi làm biến lắm, tôi xóa comment luôn. Người mà ai muốn sai tôi thầy rồi mấy thánh đồ, nhiều khi thánh còn sai cho số sai. Nè cho bạn ấy liền nha bạn ha, tại vì nay mình sẽ cho bạn ấy đi qua đây có việc chút xíu rồi mình sẽ đi lên Đà Lạt, đúng ra là đi luôn cái tiếng lên Đà Lạt luôn à. Ok mọi người đó. Bây giờ đang lý do là sao cứ hay lấy vô trong hoài. Rồi các bạn nhìn dưới đường các bạn thấy nó lạ không, các bạn thấy nó lạ rõ ràng nó lạ không? Rồi mình chỉ cho cái lạ nè, các bạn nhìn dưới cái vạch kẻ đường các bạn thấy lạ gì nè, bạn nói đi, comment vô chứ nói đâu được. Quên nữa, các bạn comment vô rồi, nhưng mà comment xong phải không, ông nào mà nghe tôi nói xong mới biết là mới nói nữa là không được nha, cái nào chơi ai không có chen gian nha. Rau bạn nào nói cái vạch nó màu trắng là ok, tại sao đường hai chiều đúng không, có đường hai chiều nè đúng không, đúng chưa, tại sao lại vạch trắng, phải vạch vàng chứ. Hồi xưa là vạch trắng, nhưng mà có sự thay đổi vạch vàng hết rồi, nhưng mà có người ta hết tiền người ta làm. Ta hết tiền người ta làm vậy thôi, thì các bạn cũng phải coi tình hình các bạn đi. Nhiều khi tôi nói ở cái vạch trắng là vạch đường một chiều có hai làn đường đúng không, à, chia ra được hai làn đường, còn nhiều khi á tôi nói vạch vàng là đường hai chiều cũng sai nữa. Tại sao giờ nó làm vậy nè, nó vẫn còn cái cũ, nên các bạn cũng thông cảm cho người ta à, nhiều khi ở đây phải phạt nhiều, đo nồng độ cồn còn nhiều, nó có kinh phí mới làm đường này dễ và sơn. Nói vui vui nha mọi người. Rồi sau khi đi một đoạn mình chuẩn bị nhập vô cái quốc lộ 28 đó, thấy không, chữ Google nói là 28. Rồi 28 các bạn chạy thẳng hoài, các bạn đụng giao nhau giữa cao tốc à, quan sát tay vẫn đánh, đúng rồi, đúng chính xác, ngó bên đó nhưng mà tay vẫn đánh đá vô ha. Ok rồi, các bạn đi trên cái quốc lộ 28 này, các bạn đi sẽ giao nhau cái đường cao tốc, thì nếu mà các bạn nào đi thẳng luôn á qua cầu vượt á thì các bạn sẽ đi gọi là về đèo Gia Bắc, còn bây giờ mình sẽ nhập lên cao tốc cái mình đi quẹo phải, mình đi lên
hướng hướng 28B nha mọi người ơi. À, đây là quốc lộ 28 nha. Rồi các bạn, khi mình đã chạy qua, mới vừa qua cái ga Ma Lâm thì đây ngoài khu dân cư, thì đây có nhiều cái biển báo hướng dẫn cho các bạn cách đi. Thì mình có nói là khi mình sẽ qua cầu vượt là mình sẽ đi thẳng về Đà Lạt, là trên 28 là đèo gọi là Gia Bắc, đây là 28. Bây giờ mình sẽ đi lên 28B thì đây có 40 km/h, thì cái vòng dòng xiến này mình đã cũng đi nhiều ha. Rồi ok, em cứ đi thẳng. Mà đặc biệt ở đây cái dòng xiến nó bự chà bá lửa luôn mọi người, bự lắm. Mà cái đường chút xíu nè, coi nè, cái dòng xiến bự nè, không biết nuôi gì chậm. Rồi đặc biệt nè, chậm Vĩnh Hảo Phan Thiết đi bên đây, mở xi nhan phải giùm thầy. Nếu mà đi thẳng á, mình sẽ đi 28B, 28, còn đây mình đi ra hướng này là mình lên 28B. Cẩn thận thấy không? Đó, nhiều các bạn đi không biết thì các bạn cứ tấp vô lề, các bạn cứ bấm Google, các bạn tra Google đây. Chỉ sao hết trời. Chỉ sao? Đúng rồi, tại vì đây nè chưa đến cầu mà. Bà chỉ đúng á nè. Thấy không? Giảm lại 40 thôi. Nè bà chỉ đúng mà đó, đúng không? Đó, coi nè, đến ngay trụ nè, đó có cục đá luôn nè, có bảng luôn nè, thấy không? Ủa có. Nè đúng rồi, 28. Giờ đi. Ghẹo thôi, nhưng mà đâu đúng là đây nè. Ta vô nè mới nghiêng thấy không? Bài Google sai rồi. Ok. Đó, bây giờ mình lối vào cao tốc nha mọi người. À, cũng đúng mà, thấy không? Cũng gần tới nè, thấy chưa? Ý là nó không có đường quẹo, lỡ người ta đi trên. Lỡ đi thì mình chậm lại quan sát, có nhiều người anh em người ta sẽ tắt vô lề, người ta sẽ quan sát, ta coi lại cái Google Map. Rồi cẩn thận bên trái nha, cẩn thận bên trái. Đó thấy không? Cẩn thận bên trái, thấy ghê chưa? Rồi mở xi nhan trái. Đó, nếu có xe xuống nhiều thì mình dừng lại luôn ha. Rồi em đi ra. Rồi thì khi mình đi ra đây thì mình thấy rõ ràng là một cái là nguyên cái biển báo rồi. À, biển báo là gì? Tối đa là 90 đúng không? Thấy chưa? Đó, ok, rồi mình đi 90 thôi. Một chút xíu nữa mình cũng lối ra giống vậy đó, mình nhập vô xong mình ôm dòng xíu mình chạy ra mình hoành lên. À, chút xíu mình hoành lên, mình đến cái giờ trưa là mình ăn cơm trưa cho nó luôn. Ở đây thì bạn nào có chế độ gọi là look and shine thì các bạn gọi là giữ ga, để các bạn sử dụng giữ ga. Còn hơi là mình, nếu mà xe của thầy Toàn này, các bạn chế độ là giữ chân vậy thôi. Chân nào mà rung rung đó, đói đang đói bụng mà rung rung thì nó lên xuống bất thường. Rồi mình cứ đi tiếp thêm mười mấy cây số nữa ha. Rồi kính thưa quý vị, chậm khúc này là 50, tại khúc này là chậm nhiều chân. À, em mở xi nhan phải vô, đi xéo vô trong, rồi đạp ga lên. Mình không có vô nhưng mà mình đi ngang đây thôi, hiểu không? Để cho biết chạm dừng chân cao tốc. Thấy không? 50 đó, chạm dừng tạm nữa, thấy không? Chứ không phải là chạm dừng chân, nhưng mà người ta làm vậy cũng ổn rồi, không đòi hỏi gì hết. Miễn sao các bạn đi vô vệ sinh thoải mái là được, nhẹ xe là được, thấy không? An toàn, uống nước đó, ăn uống đó cũng được ha. Rồi đi tiếp nhẹ nhàng, chỉ nào qua cái kia mình được 90. À, người ta cho làm vậy là quá ok, chứ không có làm chỗ không làm người ta đi vệ sinh bắt người ta, mấy ông bắt cũng kỳ đúng không? Nó mắc quá rồi, gặp cái người khác chửi luôn, giờ nó mắc quá rồi, giờ sao? Giờ đường không làm cho ta vệ sinh rồi giờ sao? Rồi cái người đi bệnh, người ta bị bệnh sao? Đúng không? Ta bệnh đâu vẫn cần phải giải quyết. Rồi tiếp tục cuộc hành trình vậy thôi. Thôi chuẩn bị đến cái đường quốc lộ 28B ra Đại Ninh nha các bạn ha. Rồi trước mắt các bạn là đi thẳng là cao tốc Vĩnh Hảo, đây là quốc lộ 28B Lương Sơn đó, Lương Sơn nha. Đó. Thấy giao thông không? Đã không? Đó, bao giao thông đi luôn thấy không? Đúng rồi, đi lên trên đó 760 hả? Rồi một anh 77 đi lố cho cố vô. Rồi ngon lành cành đào.
mấy em chơi cơ động đứng nắng nôi. Đó, ai nói trên cao tốc không bắn tốc độ đâu, ngon đi cái ảnh đi. Trên 90 đi thử đi. Ta 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 mấy ông kia ông chạy tới 100 mấy hơn tí ta. Đi tiếp. Nhiều khi người ta đến đó người ta biết là giảm. Rồi ok mọi người, đến đây thì em sẽ ôm dòng xiến em quay đầu lại nha. Em cứ đi lên. Đúng rồi, em taxi nhanh giùm thầy đi. Cho xe ben này nó qua một cái đi. Ok, cho nó qua đi, nhường nó. Không có bẻ qua, em cứ giảm. Em nhường tốc độ thôi, không có nhường được. Đúng không? Rồi em ôm dòng xiến. Thấy dòng xiến bụi cho bá lửa chưa? Rồi, ơi. Đó, ông công ông thắng lấp bánh luôn à. Ông đó là cái đường mà đường đại ninh, đèo đại ninh mà hư là do ông á. Rồi giống như con đường này không đó, em đi vô lên đây á thì em sẽ đi lại lên cao tốc tiếp, em đi theo đó mở xi nhan trái ra đó. Đúng rồi, rồi em quẹo em mở xi nhan phải lại đó, đi đi đây nè mới đúng. Kệ anh kia đi sai rồi đó chưa, mở xi nhan trái ra giùm thầy. Rồi đó, đỏ là thắng, trắng là lùi, chớp chớp hai bên là đang khẩn cấp. Nếu em đi sai em mới vừa nói là nếu mà không có thầy mà em đi đường kia là bị sai đúng không? Ở bên đây là nhập lên cao tốc, còn bên đây là bắt qua cao tốc vậy thôi. Ông này cũng đi sai chen. Ông đi sai chen với em nãy đúng không? Sao nó là từ thôi, tốc độ thấp thôi em, tốc độ sao thấp là cái giá là mồm nó chỉ được. Có tại tại em mới lần đầu tiên anh thấy vậy thôi chứ thầy giống anh em ta đi nhiều người ta nhìn người ta biết, em hiểu không? Là không xác định được đường nè. Đúng rồi, mới mà vậy mới kiếm thầy chứ. Chứ giờ nó lụa rồi kiếm thầy làm gì, chỉ cái kiếm thầy coi là cái đường đi thôi. Có nhiều anh em á, anh em chạy tốt đó, thấy đường ống nước không, cái ống nước cái túi trên kia kìa, giùm cho bạn coi là đó, trên núi nha các bạn nhìn đây, một đống tiêu vậy mờ quá. Đúng rồi, đúng rồi, đường ống nước đó. Rồi ôm dòng xiến tiếp, đi thẳng lên giống như xe bánh xe công nãy. Nghiêng vô đó, phải ghi vô mới được, cái công công là phải ghi tay vô. Ừ. À, đây 40 mà mở xi nhan trái đó, hôm qua đây hết 40. Nghiêng qua trái nhẹ, giảm lại công nó vô. Ở đây các bạn có thể dừng ăn uống này nọ các kiểu ha. À, nếu mà cái giờ trưa đến các bạn đã bồn, còn bây giờ hồi nãy hai anh em có ăn bánh bột lọc rồi, không biết chừng nào nó lối đây. Nói tới đâu ăn tới đó. Ừ. Rồi giữ khoảng cách với nó ra bụi. Ở đây thì mình hay ghé cái quán bên phía bên tay phải các bạn có mai lá đó, mình hay ghé đó để mình uống cà phê rồi mình đi tiếp. Hồi nãy mình đã ghé bên kia rồi, đây mình từ Phan Thiết đi qua. À, từ Phan Thiết đi qua đi. Các bạn thấy không, nó có nhiều cung đường đi lắm, thì cái Google Maps nó góp, mới góp một cái phần rất quan trọng cho các bạn lái mới. Đúng không, kể cả lái lâu năm giống như mình đi, mình cũng phải có những cái sự lựa chọn chỉ Google phải chỉ. Nhưng mà các bạn đừng có tin bão quá, đúng không? Tin vừa vừa thôi, tin 80-90% thôi, đừng có tin nhiều. Tôi bị gạt hoài gì đâu, mấy bạn mới còn càng bị gạt tiếp. Được bị cho lên núi không hiểu tại sao. Đây, quán cơm thì qua quán cơm thì cha trang là Ái Liên á, Ái Liên mới đúng đó, cái chỗ này nè. Giải ghé mua nước không ta, hay là mình đi luôn đi. Ở đây là chỗ này hay mình ghé nè, ghé đây ai biết, thôi đi luôn đi, đi luôn đi. Mở xi nhan trái ra đó. Rồi đi tiếp đấy, mình mới ăn rồi mới uống nước rồi, nghe không, ghé hoài chi mệt quá làm biếng ghé vô tôi đi ngủ. Một mệt lắm rồi đó, buồn ngủ lắm rồi đó thiệt. Nó thức khuya hay là trò thức khuya sớm canh ăn chậm, 3 giờ sáng rồi, 3 giờ sáng rồi, lúc mình lên núi đi không,
Rồi ok mọi người nha. Rồi bây giờ khúc này là mình đã có quay clip nhiều rồi. À thì hướng lên Đà Lạt bằng cách là đi trên quốc lộ 28B là đường đèo Đại Ninh. À, ở đây có nhiều địa điểm cho các bạn dần chân. Đây có hồ cá nè ha, xe đậu chỗ này cũng mát nữa nè, đó hồ hết nước hết cá hết, okay. Hết cá luôn rồi, cạn luôn rồi. Rồi cái mình tiếp tục đi thẳng hoài luôn thì đường nó hơi dằn nha bạn, thì mình đã nói rất nhiều. Ok, mình phải nhất là đi đường đèo Gia Bắc, à đèo Đại Ninh nè các bạn. Các bạn biết sao không, đỡ buồn ngủ, không làm gì hết, tưng vậy đó, đỡ buồn ngủ, thấy không, nó bay bổng gì đó. À, nhưng mà vẫn đi ngon lành, ok bộ. Xe mình cầm cao, bánh rồi không có bụp căng, nó cũng đỡ. À, còn bánh xe nào mà gầm thấp thì các bạn lớp vỏ mỏng thì có thể là nó sẽ hơi bị sót xe chút xíu. Nói chung là mình đây cũng sót bộ. Học viên cái bên này phải nói là xe của thầy mà lo gì. À, cứ đi thôi. Rồi vô cua em, vô cua hai chưa, rồi em cứ đi, rồi đặt ra tiếp, à, cứ giữ cái tay đậm chút lại xíu ha, bẻ cua là phải giữ tay đậm lại chút, thì cái cua lăng của mình nó nhẹ nhàng lắm, rồi đặt ra tiếp, à, cái thấy trống rồi để mặt là đặt ra thôi. Thì đoạn đường này nó chỉ có một khúc nữa là chút xíu gần ngay chỗ đường ống nước là nó đẹp các bạn. Đường thì nó hơi dằn, nhưng mà đỡ con cái là nó đỡ mình đỡ buồn ngủ thôi. Cái mình có nghe nó khởi công xây dựng mà không biết sửa chữa chưa, làm hoài chưa xong. Thì bình thường. Đó. Rồi, nghiêng qua trái chút. Rồi, từ từ. Đường nào lên Đà Lạt vậy? Đường nào? Hỏi liền mày. Hỏi không trả lời luôn. Rồi đi. Bố láo đi chứ. Đứng chặn đường luôn, hỏi mà không đành trả lời luôn. Châu chánh đầu. À, chó chánh đầu cho bò chánh đuôi. Nha. Từ từ thôi, 50 giảm lại. Thấy không? Anh ấy anh ra đời ba cái xấy bánh không? Thấy anh ra không? Thấy chưa? Đó, anh đạp khí thế luôn ha. Hôm nay 50 mà. Thứ hai ga nó không mở xi nhan. Đúng rồi. Đúng không? Rồi. Cứ 50 thôi. Bộ bộ nhảy lên xe đạp liền. Anh làm gì chi? Nên đạp ga gấp là bị xấy bánh. Đá nó giặt. Mà cái bánh mà nó méo á, đá nó văng vô bắn vô người cực kỳ đau luôn. Chạy máu bể. Mấy cái tiếng ghét. Thì đã xoáy bánh á. Thôi, bò giờ vô định hỏi đường lên mà nó không thèm trả lời thì nó chảnh bò, giờ thôi mình đi tiếp. À, cái khúc sau này thì nó đẹp các bạn, khúc một khúc đẹp. Khúc này là gọi là bình dị lắm không? Nhưng mà mình vẫn thích là cái con đường mà khúc đầu tiên mà vô từ đèo Gia Bắc. Thấy không? Khúc đó cực kỳ đẹp luôn, đẹp như tranh vẽ luôn, nó quang sơ đường gọn ruộng nó quang sơ. Nhưng mà lại là cái khúc giữa nó từ đỉnh đèo đi xuống nó xấu quá trời xấu luôn. À, nó xấu cũng ngang ngửa đèo Đại Ninh này. Nhưng mà đèo Đại Ninh này được con cái nguyên xíu tiếng đường nó sẽ đường xấu nó nhiều, nhưng mà được con cái đỡ bơ ngấu. Để trồng hoa phượng cũng đẹp. Mùa hoa phượng tới. Còn đèo Gia Bắc á, nhà mình đi quốc lộ 28 á, mình đi sáng sớm thôi là mình sẽ, nó ít ổ gà lắm, nhưng mà nó ổ phân thì nhiều. Cán nghe bẹp 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 luôn. Mà cán mà đây ngoài Hà Nội không biết mà. Học viên nói vậy đó. Con nghe nữa. Mà học viên một bài bò là đó, giống nhà đó, giống như nhà kiểu mình ta xây kinh tế mới hay gì nữa không, ta cho ở nó hay gì đó, giống nhau. Giảm lại anh thầy, chưa hết qua mà, chưa hết khu dân cư mà. Mình cứ tuân thủ theo luật, còn anh em nào chạy cãi anh em ta, nha, cãi họ. Cứ tuân thủ theo luật. À, suối giờ có nước, suối đã
chút xíu thay đổi số nha, nếu mà nó dốc cao em bóp khóa hãm nè, em bóp bên đây nè, trên nè, rồi em kéo nhẹ xuống đất là qua số 2 mình đi. Tùy theo trường hợp, nếu mà đường nó hơi dốc một xíu thì mình sẽ audio thôi mà dư sức luôn. Cái quan trọng là các bạn khi leo đèo dốc là các bạn phải quan trọng là coi tải trọng xe mình bao nhiêu. Chẳng hạn như bây giờ có hai trò đi vậy thôi, không cần phải đi về số thấp. À, nếu mà thấy cơ thể mình đi audio hoặc là mình đi chữ D vẫn được bình thường. Còn nếu mà thấy nó yếu quá thì mình phải giảm số. À, lên cao xuống thấp, giảm số thấp. Muốn có lực kéo thì phải giảm về số thấp. Muốn có độ gị cũng phải giảm về số thấp. À, là xuống dốc cao có độ gị thì phải giảm về số thấp, nó gị lại. Nó thắng lắm, thắng số và thắng chân. Xe đó nó sẽ quẹo, nó nhường mình à. Rồi em cứ đi. Nó nãy từ trên cao đi xuống ha. Nó phải về xuống thấp.